Chào các bạn, mình là Phan Block. Hôm nay mình có đến cái điểm gạo ATM của Đại học Kinh tế Quốc dân để đóng góp gạo cho người nghèo. Thì mình thấy lượng người nghèo đông quá các bạn ạ. Nên là mình phải làm ngay một clip này để kêu gọi. Như các bạn thấy, quãng đường khoảng tầm một cây số. Một cây số thì cứ đứng 2 mét là cách một người và được công an và dân phòng mà các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ. Lượng người nghèo sáng nay nếu như mà mình cứ nhân như thế này thì nó sẽ vào khoảng tầm 200 người. Nhà nó tầm 200 người đang xếp hàng. Và càng đến gần cây gạo thì nó càng đông hơn. Có nghĩa là thực sự những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội số lượng khá là lớn. Rất mong các bạn và những nhà hảo tâm có tài chính tốt thì có thể mua gạo đến ủng hộ trực tiếp vào trường, vào cây gạo ATM của NEU. Hôm nay mình sẽ quay qua cái khung cảnh của phát gạo thường ngày của cây gạo NEU. Gạo sẽ được phát từ 8 giờ sáng đến 4 rưỡi chiều. Và văn phòng gạo sẽ tiếp nhận, văn phòng đây sẽ tiếp nhận vào mọi thời điểm và số lượng không hạn chế của các bạn. Một lần nữa mình kêu gọi các bạn hãy đến và đóng góp gạo 5 cân, 10 cân, 100 cân, 1 tạ, 1 tấn, 10 tấn cũng được. Nghĩa làm sao mà có gạo để mà phát đủ cho người nghèo. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, may mắn.